Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị đang theo dõi số đối thoại bàn về đề tài là đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Trong các chương trình đối thoại trước thì chúng tôi đã cùng các khách mời bàn về rất nhiều những khía cạnh khác nhau của đường sắt tốc độ cao, có thể là liên quan tới kỹ thuật và gần đây nhất là liên quan đến vốn và phân kỳ vốn. Chúng tôi cũng nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi từ phía cơ quan chức năng cũng như từ phía của khán giả, và đặc biệt là khán giả muốn chúng tôi tiếp tục mời các khách mời là các chuyên gia kinh tế, chuyên gia tài chính, chuyên gia trong lĩnh vực đường sắt đến cùng bàn về câu chuyện vốn. Và chúng tôi hy vọng là chương trình này sẽ có thêm nhiều thông tin cho quý vị khán giả, cho những người làm chính sách cũng như những người quan tâm tới chủ đề này. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời: Tiến sĩ khoa học Võ Đại Lược, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Thế giới; Tiến sĩ khoa học Bùi Xuân Phong, Chủ tịch Hội Kinh tế và Vận tải Đường sắt Việt Nam; Tiến sĩ Lưu Bích Hồ, nguyên viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Vâng, trước tiên là chúng tôi cảm ơn các khách mời đã đến với trường quay đối thoại và tiếp tục bàn về một đề tài có lẽ là rất là dài kỳ của chương trình đối thoại cũng như kênh truyền hình VTV, đó là đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Thì như tôi giới thiệu là trong các số trước thì chúng tôi cũng đã có một số những cái chia sẻ từ các chuyên gia, từ các khách mời. Thì xin mời các vị khách mời ngày hôm nay cùng quý vị khán giả đón xem lại tổng hợp những ý kiến đáng chú ý trong các số trước liên quan tới chủ đề này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Cái con số 58,7 tỷ có thể cũng là lớn, nhưng nếu chúng ta so sánh với lại cái suất đầu tư trung bình của thế giới thì nó cũng không phải là quá cao hơn so với mức đầu tư trung bình. Thậm chí chúng ta cứ so với những cái công trình đường sắt mà đang được xây dựng ngay hiện nay, ví dụ chẳng hạn như là Cát Linh Hà Đông, thì chúng ta thấy rằng là cái đơn giá xây dựng của tuyến Bắc Nam này nó cũng khoảng chừng độ bằng nửa so với cái đơn giá của cái đường sắt đô thị. Tất nhiên là sau đô thị chúng ta biết rằng nó còn phụ thuộc vào vấn đề nó có nhiều các cái trạm ga dừng đỗ hơn là so với cái đường sắt cao tốc, nhưng cái yêu cầu đường sắt cao tốc nó cũng cao không thua kém gì so với cái đường sắt đô thị hiện nay. Do vậy cho nên là tôi cho rằng cái việc mà tổng cái tổng đầu tư như thế ta nói rằng cao hay thấp thì nó rất là khó có căn cứ, mà nó còn phụ thuộc rất lớn vào cái việc là chúng ta lựa chọn những công nghệ nó phải đảm bảo là hiện đại nhất và nó phải có cái khả năng thích ứng được lâu dài nhất. Đây là một cái dự án nó có phải có tính cách kinh doanh nữa thì mới huy động của các nhà đầu tư được. Cho nên nếu mà chúng ta, tôi thấy cái một số 1 tỷ đô với một dự án lớn như vậy không phải là lớn, và tôi nghĩ là tôi cũng có thể đồng ý là có thể có một cái con số lớn hơn, chưa biết là bao nhiêu, không biết là tới 20 tỷ không hay là 3 tỷ, 5 tỷ, chứ 1 tỷ thực sự là quá ít. Ngay như chúng ta nói là cái nguồn vốn trong nước, nguồn tiền vàng trong nước, nguồn tiền trong nước của dân còn rất nhiều, họ có thể không để trong ngân hàng, họ để ngoài như vậy. Mà chúng ta huy động được không, chúng ta làm gì được, thì cái quan trọng vẫn là cái vấn đề cái góc độ kinh doanh. Mà chúng ta khi mà chúng ta đưa một cái dự án mà 100 năm thì tôi nghĩ là ai cũng sợ hết á. Tại vì không thể nào, mặc dù như giờ tiến sĩ Cường nói là cái dự án này nó phải kéo dài 100 năm là vì cái ngành đường sắt nó là nó phải cả trăm năm, như đường sắt hiện tại đô thị cũng là cả trăm năm rồi, đúng không? Chúng ta xây từ thời Pháp đấy. Nhưng mà cái thời gian hoàn vốn, cái thời gian đầu tư, cái thời gian của các nhà đầu tư nó không phải là một 200 năm, nó phải chừng 5 năm, 10 năm, 20 năm, có thể là như BOT là lên tới 25 năm tại như vậy. Thì tôi không nghĩ rằng là cái số tiền mà huy động là khó, nhưng mà tôi chưa thấy một cái phương án tài chính để cho người ta cảm thấy người ta muốn nhảy vào. Tôi thấy là cái phương án 3 ấy, thì tôi cũng thấy nhất trí, tức là cái tích lũy nhà nước có mức độ, bởi vì xin nói là nợ công chúng ta cũng gần tiệm cận đến 65% GDP. Cái thứ hai tức là cái kêu gọi đầu tư, theo tôi ấy, tiềm năng vẫn còn. Quan trọng mình có những chính sách thích hợp để thu hút không? Không phải 1 tỷ mà có thể 10 tỷ. Thì nó đỡ gánh cái phần vốn của vay ODA hay vay nước ngoài và cái vốn ngân sách bỏ ra. Thì tôi nghĩ cái đó mới là cái khéo léo của ta trong cái dự án đường sắt. Và trước mắt là cái giai đoạn phân kỳ Hà Nội Vinh và Nha Trang coi Sài Gòn. Thì tôi nghĩ là cái đó, mà phân đoạn như thế là đúng thôi. Bởi vì sức ta có hạn thôi, và chúng ta còn phải vừa làm phải vừa rút kinh nghiệm để làm. Thậm chí có chuyên gia còn nói là làm những đoạn ngắn hơn, ví dụ thế, để mà chúng ta rút nghiệm rồi sẽ kéo dài thêm. Chúng ta đang xây dựng đoạn thí điểm Thủ Thiêm Long Thành. Đúng rồi đấy, thì nhưng mà riêng đoạn Long Thành tôi cũng nhất trí với anh Vinh là phải xem đấy, phải xem, vì nó song song có cái đường cao tốc đã tương đối gọi là được rồi, hoàn chỉnh rồi, mà liệu có bỏ vào đây không?
Vâng, thưa các khách mời, trong một số trước khi mà chúng tôi đưa ra con số là 58,7 tỷ đô la Mỹ cho tổng mức đầu tư dự án ước tính và cũng như là cái phương án mà chúng ta sẽ huy động như thế nào thì có rất là nhiều ý kiến khác nhau đánh giá về những phương án đó cũng như là cái con số mà chúng ta đưa ra. Thì ngày hôm nay là chúng tôi rất là mong sẽ nhận được ý kiến đánh giá từ các khách mời về cái con số đầu tiên là cái con số 58,7 tỷ đô la Mỹ. Thì trước là tôi xin mời ý kiến của ông Phong ạ. So với năm 2010 thì có cái gì khác, những cái cấu phần trong đấy có thay đổi như nào ạ? Thì tôi xin mời ý kiến của ông Phong ạ. Kính thưa các quý vị, về mặt cái con số ấy, thực ra là ở đây thì chúng ta thấy là năm 2010 với bây giờ thì thực ra là cái chủ trương của Bộ Giao thông và Chính phủ giao cho là trên cơ sở cái dự án của 2010 để tiến hành điều chỉnh, cho nên là không phải là làm mới, cho nên là cái số nó có lệch. Thế ở lệch thì chúng tôi thấy là nó lệch, nó cũng có những cái khoản mục mà thấy là nó lệch, nó quá đáng mà cũng không lý giải được. Ví dụ như tôi kể ra là, ví dụ như là tổng mức đầu tư thì là từ 55 nâng lên là 58 này. Vâng. Trong khi đó thì là chi phí xây dựng kết cấu hạ tầng thì trước kia là 30 tỷ, 30 triệu đô thì bây giờ là còn 24,191 triệu đô. Hoặc là thí dụ như là cái chi phí thiết bị trước kia chỉ có 9,5 triệu, còn bây giờ nó lại nâng lên là 19,155 triệu. Thế rồi chi phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng thì trước kia nó có 1,79 triệu. Thế thì bây giờ thì là nó là 2,239 triệu đô. Đây là đơn vị là toàn đô, tính là đô là triệu. Đấy. Tỷ đô. Thế thì cái chi phí quản lý thì cũng tăng lên. Rồi cái chi phí đặc biệt là trong cái chi phí dự phòng thì lại không tăng đáng kể. Ví dụ chi phí dự phòng thì năm 2010 là có 7,285 triệu. Thì bây giờ là 8,404 triệu. Tức là cái đấy. Nhưng mà trong các cái khoản mục sau đây thì hôm nọ ở trên Bộ Giao thông thì các đại biểu cũng phát hiện ra là có cái phần tư vấn trước kia thì chỉ có là 3,830 triệu đô, còn bây giờ nó nâng lên là hơn 8 triệu đô. Thế thì cái việc đó thì bây giờ cái con số này thì chúng tôi cho rằng là thế này này, bây giờ chúng ta không kết luận được là nó hợp lý hay không hợp lý, bởi vì cái con số này nó chỉ mang tính chất để nó tính toán, nó đưa ra. Tuy nhiên cái sự khác biệt của các cái của năm 2010 với bây giờ thì nó có thể do cái gì? Có thể do cái công nghệ, có thể do cái tỷ giá, nó có thể do rất nhiều cái khác. Nhưng đáng lý ra thì nó phải ở một cái mức có thể chấp nhận được. Nhưng cái này thì nó hơi khác. Và chính vì cái đưa ra này cho nên là cái suất đầu tư nó tăng lên. Suất đầu tư nó tăng lên bây giờ là 35,6 triệu đô một km. Thế thì ở đây thì với cái con số này thì chúng ta thấy là nếu mà so với thế giới thì là Trung Quốc thì có 24 triệu một cây số, thế còn rẻ nhất thì Pháp là 22. Thế còn ông Pháp ở cái đấy đắt nhất thì là ông Đức thì là 42 triệu. Thế còn Ấn Độ thì là cao nhất là 54 triệu. Thì cái này thì thực ra là theo quan điểm của riêng tôi thì tôi cho rằng đây này, con số cũng là một cái để so sánh thôi. Nhưng con số này nó không quyết định cái gì cả. Mà cái này thì là nó chỉ là làm riêng ra. Tất nhiên là trong cái đợt này, cái con số này thì cái tư vấn nó đã đưa ra là cái phần nào là nguồn vốn nào và tách hạt bạch chặt. Thế còn cái năm 2010 thì 55 tỷ, 55,853 tỷ thì không tách ra cái phần hạ tầng và không có nói rõ là cái nguồn vốn nào là thuộc cái nào. Mà bây giờ thì cũng ý mong muốn là cái hạ tầng thì chủ yếu là nguồn vốn đầu tư công, còn lại thì là nguồn vốn hợp tác công tư PPP. Vâng. Thì chưa qua thì cái con số thì tôi thấy năm 2010 cũng có những cái phân bổ rất là cụ thể trong trong cái con số 55,7
55,8 trong của năm 2010 ạ. Tức là cũng có những phân bổ hết sức cụ thể. Nhưng tôi hỏi ông Phong là so sánh của năm 2018 này với cả của năm 2010 ạ, thì ông Phong thấy là cái chi phí về tư vấn là tăng lên đặc biệt. Tức là người ta các cái khác có thể tăng lên, người ta chấp nhận, nhưng riêng cái tư vấn tại sao nó tăng thì hôm họp ở trên Bộ Giao thông cũng có ý kiến, có ý kiến về cái này. Còn thí dụ như là thí dụ xây dựng tại sao nó giảm, thí dụ thiết bị nó tăng, nhưng mà nó tăng ở cái mức thí dụ thiết bị hồi xưa thì có 9,58 triệu đô thôi, 9,587 triệu, nhưng bây giờ là 19,155 triệu. Đấy, cho nên là ở đây cái con số thì có thể nó tăng, có thể nó giảm, nhưng ở đây người ta nói là chỉ có cái chuyện tư vấn là người ta thấy là chưa ổn. Vâng. Trong con số trước thì một số khách để cung cấp con số là chi phí dự phòng là mới là tăng đáng kể. Thì tôi cũng, có lẽ là thông tin đến với cả khán giả, thông tin đến với mọi người nó chưa được thống nhất với nhau. Nên cách phân tích cũng khác nhau. Không biết là ông Hồ thế nào? Tôi thấy là từ đến 10 cho đến 18 rồi, 8 năm rồi, thì cái tình hình nó cũng thay đổi nhiều, cho nên tôi cũng không có vấn ý kiến gì lắm về cái chuyện tăng vốn. Thì chi phí mà mình đã tính từ 55,6 đúng không lên 58,7 tỷ đô la thì như vậy là nó chỉ tăng hơn có 3 tỷ thôi. Thì nó mà trong cái thời gian vừa qua thì biến động rất nhiều về tỷ giá, biến động rất nhiều về những cái giá cả nói chung trên thế giới, kể cả thiết bị rồi công nghệ rồi tất cả mọi thứ. Ngay cái chi phí về tư vấn thì nó cũng phải khác đi, bởi vì mỗi một cái thời kỳ cái tư vấn nó cũng khác đi. Thứ hai nữa ấy, là dự phòng thì nó cũng phải khác đi. Tôi nghĩ là cái dự phòng mà tăng lên hơn 1 tỷ thôi, gần 2 tỷ, phải không ạ? Thì như vậy tức là bây giờ lại có ý kiến mà tôi theo dõi như cuộc thảo luận trước ấy, thì lại còn cho là dự phòng thế là còn ít ấy, còn chưa đủ đấy. Bởi vì kinh nghiệm thực tế ở các nước như ở Việt Nam, cái việc nó đội vốn lên là mấy chục phần trăm cơ, chứ không phải là, tất nhiên của ta thì có lúc nó lên mấy lần như đường sắt Cát Linh Hà Đông, nhưng mà đây là người ta thường thường người ta tính cái khả năng dự phòng cũng phải có đến mấy mười mấy phần trăm đến hai mươi mấy phần trăm. Do đó cho nên tôi cũng không quan tâm lắm về cái việc sự chênh lệch giữa vốn lần trước với vốn lần này. Vấn đề quan trọng là chúng ta xem là có thu xếp được vốn hay không, và cái cơ cấu ấy, vốn ấy như thế nào để có thể thu xếp được. Thứ hai nữa ấy, là làm thế nào cho nó hợp lý trong cái cơ cấu đó. Đấy, thì những cái vấn đề như thế tôi cho là chúng ta, tôi thấy cũng đã thảo luận đấy, và tôi nghĩ rằng là cũng đã có nhiều ý kiến đấy. Tí nữa ta sẽ phải bàn rõ cái cơ cấu này nhiều hơn. Tức là làm thế nào đấy để huy động được nguồn vốn này. Vâng. Ông Lực thế nào? Tôi thì tôi nghĩ là cái con số 58,7 tỷ thì cũng là một con số rất lớn. Nhưng mà ở cái nước Việt Nam này chưa bao giờ có một cái công trình mà khi kết thúc cái công trình đấy mà lại làm đúng như đúng. Là có nhiều dự hơn. Toán về vốn mà luôn luôn đội, mà cái mức đội vốn như vậy thường là gấp rưỡi. Và vậy nếu chúng ta tính là thôi cứ tính tròn là 60 tỷ đô thì nó đội gấp rưỡi là 90 tỷ. Mà tôi chưa thấy một công trình nào không đội cả, không đội vốn cả. Kéo dài thời hạn và đội vốn, đấy là một cái điểm đặc điểm của hầu hết các cái công trình về cơ sở hạ tầng ở nước ta. Và nếu chúng ta tính một con số lên tới 90 tỷ, chưa kể những cái biến động khác, so với cái GDP của Việt Nam hiện nay là 240 tỷ, thì đây là một con số rất lớn, đặc biệt là trong điều kiện nợ công của chúng ta hiện nay rất cao. Tính theo Bộ Tài chính thì trong như sắp sửa chạm cái ngưỡng mà không thể tăng được nữa. Thì đấy là một vấn đề cần được cân nhắc. Và tôi cho rằng cái đầu tư một số tiền lớn như vậy thì phải tính đến hiệu quả kinh tế xã hội của cái đầu tư đấy. Nó mang lợi ích gì cho đất nước? Vốn thì anh nói là vốn của xã hội hóa, của dân, của đâu, cuối cùng cũng vẫn là của nhà nước. Vì dân người ta bỏ ra đâu phải người ta cho không không? Không có, họ phải thu lại chứ. Cho nên rút cục thì là cũng vẫn là vốn nhà nước. Mà nếu nói cho đúng ra, nhà nước mà để dân càng góp vốn vào cơ cấu hạ tầng bao nhiêu,
thì cái khoản nợ đấy nó tính vào chi phí của con đường và nó tính vào cái giá thành, nó sẽ đội lên chứ không phải là nó không đội lên. Cho nên vấn đề mà tôi muốn nhấn mạnh tức là chúng ta phải có một cái bài toán về hiệu quả kinh tế và xã hội. Đầu tư như vậy mang lại cái gì? Nó có giảm được cái chi phí logistics của Việt Nam không? Và nó bao nhiêu năm thì có thể thu hồi được cái vốn ấy, tính vào tất cả các mặt. Và trong cái dự án này tôi không thấy người ta tính đến hiệu quả kinh tế xã hội, không tính đến các cái hiệu quả khác. Tôi lấy ví dụ như bây giờ thầy, anh đầu tư một cái đường sắt mà là cao tốc chạy 350 km một giờ, nó không thể là vận tải hàng hóa được, mà chỉ có người thôi. Vậy nếu mà đường sắt tốc độ cao 250 km một giờ như ở các nước châu mà tôi đi thì họ có thể vận tải được cả hàng hóa. Còn nếu mà đường sắt cao tốc 350 km một giờ thì không thể có hàng hóa, chỉ xách tay thôi. Vậy thì cái lựa chọn của chúng ta với một cái vốn như vậy để đầu tư như vậy thì liệu có giảm được chi phí logistics không? Rõ ràng là không, bởi vì nó có vận tải hàng hóa đâu mà nó giảm chi phí logistics. Nó chỉ có vận tải hàng người thôi. Người thì tôi đi từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh, tôi đi máy bay chứ dạ gì tôi đi đường tàu hỏa cao tốc. Hơn nữa là chúng ta đã chi phí rất nhiều tiền để làm đường bộ cao tốc. Thế bây giờ ông lại mở một con đường sắt cao tốc nữa. Thế thì đường bộ cao tốc để ai đi? Người ta sẽ đi đường sắt cao tốc chứ người ta đi đường bộ cao tốc thế nào? Cho nên nếu mà tôi cho rằng cái dự án này thiếu một cái điểm rất căn bản là tính toán hiệu quả kinh tế xã hội. Xem anh bỏ ra bằng cái tiền lợi gì và phải được tính rõ. Vâng, tôi nghĩ là Bộ Giao thông chắc phải truyền thông tốt hơn về cái vấn đề những cái gì mình đang nghiên cứu và phân tích, bởi vì cái đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội cũng đã được đưa ra trong cái bản báo cáo nghiên cứu ngọn tiền khả thi rồi. Thế tuy nhiên là tôi nghĩ đấy là một ý kiến rất đáng chú ý và chắc chắn đại biểu Quốc hội rất nhiều người dân cũng sẽ vẫn tiếp tục đặt cái vấn đề như vậy khi mà cái dự án này được trình ra Quốc hội, đúng không ạ? Và không biết là hai khách mời còn lại nghĩ thế nào? Tôi thêm cái ý hiệu quả của anh Lộc. Thực ra đấy, tôi cũng đã nhiều năm theo dõi cái vấn đề tính toán hiệu quả của những con đường, đường bộ, đường sắt, v.v. Thì không có một nước nào tôi đến, kể cả Mỹ, cả Canada, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, thì người ta cho tôi được những câu trả lời cho nó thật là thỏa mãn về cái tính hiệu quả. Bởi vì cái hiệu quả kinh tế nó lại còn cái hiệu quả xã hội, mà nó tính không giống như những công trình sản xuất, những công trình kết cấu tầng rất khó tính cái hiệu quả. Vấn đề ở đây chỉ là thế này này, anh bỏ vốn ra thì dân có chịu được không? Nhà nước có chịu được không? Thứ hai, người ta có dùng không? Đấy, nếu người ta không dùng tức là không có hiệu quả. Đó, thì rõ ràng là cái luận chứng của cái dự án này thì còn đang phải rất cẩn thận trong cái vấn đề xem xét cái hiệu quả ấy là về riêng về mặt kinh tế, nhưng mà còn liên quan cả mặt xã hội nữa. Mà xã hội thì khó mà tính được hiệu quả, rồi còn môi trường vân vân. Nhưng có một điều là đường sắt trong thời đại từ đây về trở về trước, đường sắt cao tốc luôn luôn là một cái thứ thời thượng đối với nhiều nước phát triển khá rồi hoặc là phát triển rồi. Còn đang phát triển vẫn còn rất khó khăn. Mới có hơn 2.500, gần 2.500 đô la đầu người GDP đấy. Mà như ta đấy thì ít nước làm được cái gì. Trung Quốc thì họ làm là họ đã làm được đến từ 5-6.000 đô la trở lên, bây giờ họ gần 10.000 rồi. Thế do đó cho nên mà Trung Quốc là họ chủ động được làm được rất nhiều chuyện, kể cả thiết bị công nghệ, tư vấn, sản xuất, xây dựng tất tật tật. Mà họ bây giờ họ còn đi làm thuê cho rất nhiều nước. Thế còn chúng ta bây giờ thì gần như phải thuê tất cả. Đấy, thế do đó đấy là vấn đề rất lớn mà chúng ta phải gánh lấy. Phải làm thì phải chấp nhận cái điều đó. Nhưng mà làm thì phải tính là mình có chịu được không? Vốn có thu xếp được không? Và vốn xong rồi có thu hồi được không? Dân có đi không? Thì mới quyết định làm. Thế thì do đó cho nên là ở đấy thì tôi muốn nói thêm một cái điểm mà quan điểm tiếp cận của tôi. Tức là chúng ta đây nhìn từ đây trở về trước thì như thế. Từ đây trở về sau 10 năm, 20 năm, 30 năm, vì nói đến đường sắt cao tốc là phải tính như thế. Thậm chí là cả trăm năm thì cái thời đại 4.0 nó làm thay đổi rất nhiều các cái vấn đề liên quan đến kinh tế, xã hội, phải không? Giao thông, vận tải. Đấy, bây giờ chỉ nói một cái chuyện là Hyperloop
mà bây giờ nó mới ra đời, nó đi đường ống, có đệm từ, nó làm như thế là tốc độ đến 600 cho đến 1.000-1.200 km. Và chi phí của nó hiện nay đang thử bắt đầu từ ở Mỹ rồi nó sang cả Ả Rập Xê Út hay là tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Abu Dhabi đấy, và San Francisco, Los Angeles. Thì những cái con đường họ đang tính toán thì họ chỉ khoảng độ khoảng đắt nhất là 50 triệu đô la một km, mà không bây giờ họ không tính như thế, mà cái hãng là mới nhất là nó chỉ tính độ 10-15 triệu đô la một km vuông thôi. Đến cái loại hiện đại như thế mà chúng ta, họ chỉ làm đến cái mức vốn như thế, mà trong khi đó chúng ta là phải hơn 35 triệu đô một km. Cho nên tất cả chúng ta phải nhìn tới tương lai, là công nghệ như thế thì nó sẽ tạo cho chúng ta những cái khả năng mới về phương tiện giao thông, kỹ thuật giao thông và cả đầu tư vốn cho giao thông. Phải tính tới những cái điều chứ. Tôi cảm thấy cái tất cả cái dự án hiện nay ấy, của Bộ Giao thông tính ấy, là nhìn về lịch sử và nhìn về hiện tại, chứ ước cho được, dự báo cho được cái tương lai như thế nào mà trong cái bối cảnh 4.0, CN 4.0 như thế này, tôi thấy còn rất là băn khoăn. Cho đó chính là nó liên quan đến vấn đề tài chính. Hôm nay chúng ta thu xếp như thế này, nhưng mà nó kéo dài 10 năm, 20 năm chúng ta mới làm được, đúng không? Thì vốn lúc ấy nó lại thay đổi đi. Vâng. Đấy. Đây là góc nhìn của hai chuyên gia kinh tế ạ. Thế còn về phía đại diện trong ngành. Quan điểm của tôi thì nó hơi trái ngược. Tức là quan điểm của tôi là thế này. Tức là hôm nay chúng ta đang bàn về cái thu xếp vốn thôi. Chứ còn nếu mà cái sự cần thiết thì nó đã có một cái lần rồi, chúng ta khẳng định là cần thiết. Và chính trong cái hôm mà chuyên đề đấy, báo cáo chuyên đề, chúng tôi cũng bổ sung rất nhiều về cái chuyện là cái đường sắt tốc độ cao này nó hiệu quả về mặt kinh tế sẽ không thấy rõ, nhưng hiệu quả về mặt xã hội nó mới là quan trọng. Bởi vì tức là hiện nay nếu mà chúng ta nhìn lại ấy, thì từ 2010 bây giờ có 8 năm thôi, thì chúng ta thấy là có những cái việc mà chúng ta không phát triển đường sắt, hồi xưa là cao tốc, bây giờ là tốc độ cao, thì đã gây ra một cái không tốt rồi. Cho nên là tôi như thế. Xong sang cái chuyên đề thứ hai thì cũng đã bàn nhau về cái chuyện phương án khai thác là hàng chung hay là khách riêng hay là các thứ, thì cũng đi đến là trên thế giới hiện nay chỉ có hai quốc gia là chung, còn lại người ta đều riêng. Thế điều riêng thì mình tư vấn họ cũng thế. Thế thì theo tôi nghĩ là trong buổi hôm nay thì nên tập trung vào cái chuyển vốn. Còn từ cái vốn đấy thì mình còn phải bàn tiếp là vốn đấy mình lấy ở đâu, và hiệu quả chứ vốn tất cả các thứ thì mình lại cái tính sau. Chứ hôm nay nếu mà ta lại bàn là không nên nữa thì là coi như là cái chủ đề hôm nay bàn vốn thì là coi như là nó sẽ quay lại cái vấn đề là mà không, của các số trước. Đấy là mở đầu thôi, chúng ta tập trung bàn cái chỗ. Vậy thì bàn kỹ về phương án đi ạ. Bàn kỹ về phương án đi. Ông Phong có thể nêu ba cái phương án mà tư vấn đưa ra để ông Phong nghĩ thế nào? Thực ra ba phương án đấy là cũng tư vấn người ta nói đưa ra là như thế. Thế còn bây giờ cái tính xác thực và cái khả năng của nó là như thế nào? Thế ở đây nó còn phụ thuộc rất nhiều báo cáo chi là của các anh như thế. Thí dụ bây giờ tôi nói là huy động được vốn hay không được vốn, tức là nó còn phụ thuộc chúng ta phân kỳ đầu tư. Nhưng hiện nay Bộ Giao thông có một cái là cứ phân kỳ bằng cách là hai đầu Hà Nội Vinh, Sài Gòn Nha Trang. Thế thì bây giờ là trong cái thảo luận cũng có những ý kiến cho rằng là bây giờ chúng ta có người mạnh mẽ hơn thì nói là phân kỳ theo kiểu khác. Nhưng mà như bọn tôi thì nói là phân kỳ phải xem xét thật thận trọng để chọn các cái cách phân kỳ nó khác nhau. Thế người ta nói là tại sao chỉ đến Vinh mà lại không đến Đồng Hới hay là không đến Đà Nẵng? Ở bên kia thì tại sao lại chỉ đến Nha Trang, lại đến thế này thế kia? Tức là cái phân kỳ, và cái phân kỳ đấy nó sẽ quyết định cái vốn, mà đặc biệt là cái vốn PPP. Bởi vì nếu mà phân kỳ như thế này vào đến Vinh có 300 cây thì thu hút cái vốn PPP chắc chắn là khó, đúng không? Bởi vì là cái tư nhân người ta bỏ tiền ra là người ta phải có thu về ngay cái hiệu quả trước mắt ngay, cho nên cái phân kỳ đầu tư cũng là. Thế còn ở đây thì nhìn ra thế giới
thế giới thì ông Trung Quốc là ông đầu tư toàn bộ bằng bằng ngân sách, cho nên là cái Ấn Độ thì là ngân sách nhưng cộng với vay, cho nên nó có ODA, còn lại các nước đều PPP cả. Đấy, cho nên là chúng tôi cho rằng là bây giờ muốn thuyết phục muốn cái đấy thì hôm ấy chúng tôi cũng có nói là bây giờ PPP, nhưng bây giờ phải xem lại các cái quốc gia đấy họ sử dụng PPP, họ khó khăn gì, họ thuận lợi gì, và họ thành công bao nhiêu và họ thất bại bao nhiêu, để từ đấy mới được vốn. Chứ còn hiện nay là ta cứ tư vấn cũng chỉ đưa ra là đầu tư công để đầu tư về hạ tầng, thế còn PPP thì là trên cái đường ray, tức là phương tiện thiết bị. Thế thì tôi cho rằng cái đấy nó cũng là một cái chung, thì tôi nghĩ như thế. Thế còn bây giờ khẳng định là với cái hiểu biết của mình, với các thứ thì tôi thì đúng học chuyên ngành chuyên về đường sắt thật, nhưng mà nói cái tính toán của con ta không có số, không có con số thì báo cáo anh hổ với anh được là cái 2010 là lúc ấy tỷ giá mới có 19.100, chứ còn bây giờ là 23.000 mấy trăm rồi. Thế thì mình nó nói con số thì cũng chỉ biết thế thôi, chứ còn bây giờ bảo tôi khẳng định là phương án ấy thế này, phương án kia, đây tôi cho rằng chắc chắn là tư vấn họ phải đưa ra phương án, để và từ phương án đấy để có hỏi thì sẽ giải trình. Thí dụ như là PPP thì là 10% phương án, 20% một phương án, thì họ đưa ra hai phương án. Vâng. Ông Lược thì tôi thì nghĩ là phân kỳ đầu tư như là dự án đưa ra, tức là một cái quãng đường từ Hồ Chí Minh đi Nha Trang rồi Hà Nội vào Vinh trước. Nếu như mà không có đủ vốn để làm tất cả thì làm trước như vậy. Thì tôi cũng cho rằng là đấy cũng là một cái cách tính. Sự thực ra nếu như chúng ta mà làm một con đường từ Hà Nội vào Vinh thì phục vụ cho ai? Nên là cũng chỉ có dân đi du lịch để vào đấy và đi công việc thế thôi. Chúng ta phải xem phục vụ ai chứ. Mà ông lại là đường cao tốc lại không vận tải hàng hóa được nữa thì nó chỉ có phục vụ cho mấy người gọi là đi bộ thôi. Và Hồ Chí Minh đi Nha Trang cũng chỉ có dân du lịch thôi. Cho nên là tôi vẫn thấy rằng cái hiệu quả kinh tế là thấp. Không rõ. Không thuyết phục. Vấn đề anh làm đường phục vụ cho ai? Phục vụ cái gì? Nếu như chúng ta muốn giảm chi phí logistic thì không có. Theo một số các số trước thì là hai cái đoạn tuyến này chúng ta lựa chọn bởi vì nó thứ nhất là về chi phí nó sẽ thấp hơn, vì đoạn Vinh đến Nha Trang thì một đoạn khúc miền Trung thì chi phí nó sẽ đội lên và nó sẽ có những cái xây dựng nó phức tạp hơn. Nó phức tạp hơn về địa hình, thế nên ta lựa chọn những cái tuyến dễ và ngắn và hiệu quả tốt hơn so với các tuyến kia. Thì có lẽ là đúng là chúng ta phải cung cấp kỹ thông tin cho các khách mời trước khi các khách mời tiếp tục bàn luận về chủ đề này. Thì không biết là tôi nghĩ là chỗ ông Phong có thể cung cấp thêm tại sao chúng ta lựa chọn hai phương án đó không chứ ạ? Thực ra lựa chọn hai cái phương án đó thì nó vẫn xuất phát từ cái, tức là cái chủ trương trong cái đợt làm dự án này ấy, là không làm mới mà là dựa trên cái của 2010 để tiến hành điều chỉnh. Đấy. Mà năm 2010 thì đưa ra là hai cái khúc đấy. Cho nên là trong quan điểm bây giờ cũng có những người là muốn là phân kỳ khác, tức là không phân kỳ theo khúc mà là phân kỳ theo tầng. Có thể thí dụ bây giờ là cái gì mà bắt buộc không thể thay đổi nữa sau này thì mình phải làm và phải làm nghiêm, nhưng mà cái gì có thể thay đổi có thể, thí dụ người ta nói là phải kéo dài mẫu mấy là giáo sư Lão Ngọc Quê là ủng hộ cái này. Giáo sư Lão Ngọc Quê thì là chuyên về toa xe thì cũng muốn nói là như thế, chứ còn thực ra bây giờ là hơn 300 cây chạy 350 km, 350 tất nhiên là 350 là tốc độ kỹ thuật, tốc độ kỹ thuật, còn tốc độ lữ hành thì nó không đến. Nhưng mà như thế thì người ta vào đấy đúng như là cái nhu cầu. Tế ở đây thì cũng nói thật với các anh là cái chuyên đề đầu tiên về nó có dự báo rồi 89 triệu hành khách. Thì bọn tôi thì về mặt chuyên môn thì cũng nói thật anh là có phải 89 triệu hành khách là nó đi đường sắt tốc độ cao đâu. Nó cũng có người này thế này, người kia thế chứ. Còn 100 mấy triệu
tấn hàng hóa thì nó không đi vào cái được chất tức độ cao này rồi. Thì ở đây trên thế giới thì người ta phân ra là không có, bởi vì cái tổng trải trục của đấy, và khi có tàu hàng nó đi vào chung với tàu khách nó sẽ làm giảm cái tốc độ. Tất nhiên là khi người ta kẻ biểu lộ chạy tàu thì là người ta có thể chen kẽ, có thể thế này thế kia, nhưng mà vẫn không ổn, cho nên là vẫn chọn là phương án, và đa số gần như là người ta đều tán thành là chạy khách trường và hàng Việt. Hàng thì chúng ta sử dụng cái đường sắt cũ và chúng ta vâng, chúng ta tôi cải thêm tạo cái chỗ này một tí, tức là bây giờ trước hết hãy nói là cái vốn cái đã rồi mới chia đoạn nhé. Thì cái phương án mà tôi theo dõi mà đã thảo luận ấy, thì nó vẫn cấu phần của vốn là nhà nước, trong đó chủ yếu là ngân sách, có thể huy động thêm trái phiếu hay là vay ODA. Còn một cái thứ hai là vốn xã hội, tức là huy động từ nhân dân, tư dân. Thứ ba là đầu tư nước ngoài, theo cái cách là thu hút đầu tư. Thế thì tôi nghĩ kỹ rằng ở các nước nó mỗi một cái điều kiện nó khác về mặt trình độ phát triển. Bây giờ người ta trình độ cao rồi thì người ta làm thế này, còn chúng ta đang còn ở trình độ thấp. Nói vốn nhà nước bây giờ thì rất ít, rất bị hạn chế rồi. Cho nên tôi sơ nghĩ là có lẽ cái tỷ lệ nhà nước giỏi lắm làm được đến 30% trong cái tổng vốn đó, cơ cấu là của nhà nước. Còn lại là tư nhân ấy, có lẽ giỏi lắm là được 10%. Nếu trong cái điều kiện này, còn nếu có những cái sự thay đổi lớn về chính sách mà tư nhân của chúng ta nó vượt lên, nhưng mà hiện nay tư nhân vượt lên như anh Vượng, thấy không? Thì anh cũng phải đi vay là chính ấy, chứ có phải của anh ấy đâu. Đấy, do đó cho nên là chúng ta cũng chỉ cỡ độ khoảng 10% là rất nhiều. Hiện nay có 1 tỷ thì được có mấy phần trăm thôi, tính toán. Thế thì do đó cho nên thế còn lại cái phần mà lớn ấy, nhất ấy, vẫn là thu hút đầu tư nước ngoài. Tức là phải đến 40-50-60% thì mới có thể đáp ứng được. Thế thì vậy thì vấn đề là có thu hút được không? Chứ còn nhà nước bỏ ra thì đương nhiên phải bỏ rồi. Phải tính toán và bỏ ra rồi. Và với những cái GDP như tính toán hiện nay, nợ công hiện nay, rồi có tính tới cả năm 20, tính tới cả năm 30, thì nó vẫn ở cái mức cho phép. Cho nên mới đưa ra cái dự án này. Nhưng mà theo tôi, cái phần của nhà nước ấy là một cái cơ chế mà chúng ta còn phải làm, như nhiều chuyên gia đã nói, phải nhiều rủi ro ở trong đó mà phải khắc phục. Còn bây giờ vấn đề đối với vốn đầu tư nước ngoài vào thì nó phải chính sách như thế nào, lợi ích ra sao, cam kết của mình có thực hiện được không thì họ mới làm. Cái vấn đề đó, nhưng mà tôi vẫn nghĩ cái cơ cấu ấy là chỉ có đến thế. Còn tư nhân cỡ độ 10% là rất nhiều rồi, rất lớn rồi. Mà cũng chỉ vào những cái phân khúc, những cái cấu phần, ví dụ như là thiết bị toa xe, đúng không? Hay rồi nhà ga, vân vân. Thế thôi, đấy là phần tư nhân có thể ấy được. Thế còn lại, kết cấu hạ tầng, đường, xây dựng đường, thì phần lớn nó dựa vào nhà nước và cái khu vực kia. Vâng, đấy là chúng ta đang nhìn ở hiện tại, đúng không? Thế vâng, đấy, bây giờ ta mới nhìn đến hiện tại, chứ còn sắp tới nó thế nào chúng ta còn phải nhìn tới. Trong các số trước, các khách mà có nói nếu chúng ta có chính sách thu hút tốt, chúng ta có những cái cơ chế tốt, thì tư nhân có thể tham gia vào nhiều hơn rất nhiều so với cái mà chúng ta đang dự tính hiện nay. Có 1 tỷ trên 24,6 tỷ đô la Mỹ cho cái giai đoạn đầu tiên là cũng vẫn là quá ít. Quá ít. Vâng. Đúng. Nhưng mà chúng ta có chính sách tốt thì chúng ta vẫn có thể thu hút tư nhân nhiều hơn cho dự án này. Tôi nghĩ thế này, còn một cái ý nữa, như là anh Lược nói thì thực sự ra mà nói, tôi chọn mấy cái tuyến này tôi hiểu là thế này. Anh không thể là toàn tuyến ngay được, anh không sức. Thì anh phải chia ra từng đoạn. Cái quan điểm này từ đầu rồi chứ không phải bây giờ. Thế thì chọn đoạn nào, đúng không? Thì Hà Nội vào đến Vinh, nó ngắn thôi nhưng mà nó có cái lưu lượng lớn. Từ Nha Trang vào đến Thành phố Hồ Chí Minh cũng có một cái lưu lượng lớn. Cái đoạn giữa này lưu lượng không bằng mấy cái kia. Ngoài ra lại còn vấn đề xây dựng khó khăn cái địa hình. Do đó cho nên mà hiện nay thì nó đang đường bộ là đang quá tải, đang bị nghĩa là không tải hết được khách thôi, chứ đừng nói hàng hóa thì tải bằng đường bộ thì quá đắt. Nhưng mà hiện sắp tới đường sắt tốc độ cao, nhớ cho không phải là cao tốc, mới có 150 cho đến 200 km, thì ngoài cái việc mình vận tải hàng hóa bằng cái đường cũ thì mình có thể vận tải đường tốc độ cao ấy là khách là chính, nhưng mà có những cái loại hàng hóa nó nhẹ thôi, nó không có, mà nó lại cần gấp nhanh. Vì sau này chúng ta phát triển nhiều cái loại khác mà hàng hóa nó gắn liền với công nghiệp, khu công nghiệp. Rồi tất cả những cái chuyện đó nó cũng sẽ chia sẻ. Thì đây là một cái tiếp tục loại hình kinh tế chia sẻ đấy. Thì do đó tôi thấy rằng
phân đoạn như thế, hãy tạm gọi như là được đi. Tạm gọi là được đi. Còn về sau này ấy, làm ra thì mới thật là biết. Nhưng mà tôi tin rằng cái đoạn Hà Nội Vinh là lưu lượng khách lớn đấy. Và Hà Nội, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh là lưu lượng khách lớn hơn là so với lại từ Nha Trang ra đến Vinh. Đấy, thế thì hiện nay là quá tải thì phải làm thôi. Và đường bộ còn về an toàn rồi về rất là vâng, an toàn, chất lượng rồi mọi chuyện khác. Thế thì ở đấy tôi vẫn cho rằng đấy, từ đó hai điểm. Một là cơ cấu vốn, thu huy động các nguồn nào. Và thứ hai là các cái khúc đường như thế nào để làm cho nó hợp lý. Thì tôi thấy cái dự án theo tôi bây giờ đã tính toán như cũng nhiều rồi, ý kiến cũng nhiều rồi. Thì tôi cảm thấy rằng là cũng đã cạn ý kiến rồi đấy. Nếu năm nay mà mở rộng ra toàn dân bàn thì chắc chắn là còn thêm nhiều ý kiến. Mà tôi lưu ý là toàn dân mà không phải chuyên gia thì khó lắm đấy. Nhưng ý kiến đó rất đáng chú ý và tôi nghĩ là cũng nên, ví dụ ý kiến của ông Lược chẳng hạn, tôi nghĩ là cũng Bộ Giao thông sẽ phải đối mặt với chuyện đấy khi mà đưa cái phương án đấy ra trình trước Quốc hội với con số tiền là một con số rất là lớn. Và tất cả chúng ta đều lo lắng là tiền lấy đâu ra, có hiệu quả hay không, tôi nghĩ hoàn toàn là hợp lý. Thế nhưng ngày hôm nay chúng ta bàn thì chúng ta bàn kỹ hơn về việc là chúng ta nên làm và chúng ta cố gắng để làm cho nó tốt hơn, khả thi nhất có thể. Đấy thì ông Lược có thêm ý kiến. Ý kiến anh Hồ thì cũng là muốn là có thể thu hút đầu tư nước ngoài. Thực ra nếu chúng ta kêu gọi đầu tư nước ngoài vào làm đường sắt cao tốc này, tôi chắc chắn là không phải là không có đâu. Có chứ. Tôi đã có một lần làm việc với các một số chuyên gia Trung Quốc. Họ đặt ngay một vấn đề. Việt Nam có thể để cho Trung Quốc làm một con đường sắt cao tốc không? Chúng tôi có thừa công nghệ. Thừa vốn. Thế các đồng chí có sẵn sàng không? Chính là họ đặt câu hỏi với tôi đó. Và thì tôi đã trả lời là đứng về phương diện kinh tế thì chúng tôi lại phải đặt lên bàn để tính. Ví dụ, các đồng chí Trung Quốc đã từng làm cái con đường sắt trên cao ở Hà Nội này. Thì các đồng chí lại làm hiệu quả nó không được cao. Vốn đội, thời gian kéo dài. Và như vậy thì liệu là nếu như Trung Quốc mà để muốn làm một con đường sắt tốc độ cao Bắc Nam một đoạn nào đó thì chắc cũng có vấn đề, chắc không phải là không dễ thuyết phục được Quốc hội Việt Nam. Đấy. Nhưng mà tôi cho rằng là nói như vậy, nếu chúng ta muốn thu hút đầu tư nước ngoài thì có thể Trung Quốc, có thể Nhật Bản là hai cái nước có đủ công nghệ và vốn, người ta sẵn sàng đầu tư vào những cái đoạn nhất định mà chúng ta muốn. Nhưng vấn đề chỉ của cũng là vậy thì cái đầu tư nước ngoài này có hiệu quả hơn đầu tư của chúng ta không? Đó là vấn đề. Bởi vì trên thực tế cái đầu tư nước ngoài vào các kết cấu hạ tầng của Việt Nam cho đến nay đều rất đắt cả. Càng thì người ta nói rằng đắt gấp đôi tư nhân Việt Nam làm. Do vậy mà cái con tính mà để chúng ta thu hút đầu tư nước ngoài thì tôi nghĩ là khó, không phải là dễ. Về tính về mặt hiệu quả, không phải là một điều dễ. Cho nên thực sự mà nói, rốt cục phải là vốn trong nước. Là vốn trong nước có nghĩa là vốn ngân sách, dù ông đi vay của dân rồi trái phiếu hay gì đó, vẫn là vốn trong nước. Vẫn là vốn trong nước. Còn tư nhân người ta góp thì giỏi lắm là họ có thể làm toa xe rồi các thứ chạy chứ để làm được, tôi nghĩ rằng dứt khoát không, không có chuyện tư nhân có vốn. Và như vậy con số 5-8-60 tỷ đấy, đấy thì phải tính là ngân sách nhà nước là chính hay là tuyệt đại bộ phận. Mà với cái tình hình ngân sách như hiện nay thì đấy là bài toán mà chúng ta phải cân nhắc hiệu quả. Tức là nhà nước dùng đến 60 tỷ thì đầu tư vào đường sắt Bắc Nam có lợi hay đầu tư vào chỗ khác có lợi? Đấy là bài toán nhà nước phải tính chứ. Chứ không thể nào mà ông nói rằng đường sắt của anh là rất quan trọng. Thế tức là thế mà tôi đầu tư vào đây hiệu quả nhà nước tính là không có lợi. Mà vốn nhà nước thì bây giờ lấy đâu ra? Nếu như vốn trái phiếu chính phủ, lãi suất rất cao, đâu có nhỏ. Bởi vì lãi suất tiết kiệm bây giờ là 7% một năm. Thì lãi suất công trái thì chắc chắn là không thể thấp hơn cái lãi suất tiết kiệm mới được. Vậy như vậy tức là cái gánh nợ công của
của chính phủ sẽ gia tăng. Cho nên tôi thì tôi cho rằng cái vấn đề vốn để mà xây dựng cái đường sắt cao tốc này là một bài toán mà chính phủ, các chuyên gia phải có sự suy nghĩ đầu tư nữa. Bộ Giao thông Vận tải cũng không nên xem chuyện này là dễ xử lý. Họ cũng không xem là dễ đâu. Họ cũng mà đặc biệt là hiệu quả kinh tế và xã hội. Đặc biệt là hiệu quả kinh tế và xã hội. Ông Phong bổ sung thêm. Tôi là thế này. Và các anh Lực với anh Hổ là thực ra là 58,7 tỷ là không phải bỏ ra một năm. Đâu, tức là 24 tỷ giai đoạn đầu thôi. Mà chỉ có giai đoạn đầu chỉ có 20 mấy tỷ. 20 mấy tỷ thì cái tổ tư vấn ấy, cái tư vấn của Nhật Bản với của bên Bộ Giao thông ấy, thì họ có đưa ra này. Như vậy tính là với cái tốc độ phát triển GDP như bây giờ, tăng GDP bây giờ, thì người ta nói là cái phương án đưa ra phương án là lấy khoảng chiếm khoảng 0,7% GDP. Xong còn lại thì là cái chuyện là vay ODA hay là 0,7% GDP chỉ là phương án 1 thôi, còn phương án 3 thì có 0,3% GDP thôi. Đấy. Xong là 24 tỷ là 0,3 thôi. Cái chuyện là PPP, thế thì cái PPP thì tôi cho lại cái này nó là cũng còn phụ thuộc vào cái sửa đổi cái pháp luật, bởi vì hiện nay là cái PPP là các cái nhà đầu tư là người ta cũng mặn mà, bởi vì là nó có những cái mâu thuẫn nhau về mặt pháp luật, tức là cái PPP hiện nay nó bị chi phối rất nhiều các cái luật, cho nên là sắp tới mình nếu mà sửa được cái này cộng với cái hiệu quả nó rõ ràng, tất nhiên là trong cái quy định gọi là tôi nhớ không chính xác nhưng mà đâu là cái PPP không được quá 20%. Đấy, không quá 100%, còn lại nó cho nên là bộ tổ tư vấn mới đưa ra là hai phương án, một phương án là PPP 10%, phương án là 20%. Cái đó không hợp lý. Đấy. Cái luật là như thế không hợp lý. Đấy. Tôi xin nói thêm, tôi hoàn toàn đồng ý với anh được là cái loại đường sắt như thế này mà trong điều kiện như của chúng ta thì còn nghèo như thế này, đúng không? Hạn chế về vốn, cho nên là không dễ gì huy động người khác, thì mình phải tự làm, tức là nhà nước. Đạo lý thì như vậy, nhưng mà nhìn một cái đạo lý khác thì nhà nước hiện nay từ nay đến năm 30 nợ công đến lúc phải trả, và cái tỷ lệ trả nợ nó rất cao so với trong cái ngân sách rồi, cho nên không có khả năng để đầu tư 24 tỷ mà đến phần lớn là của nhà nước được. Thế cho nên là tôi cho rằng vẫn là phải vừa phải thôi, 30-40% thế thôi. Thế còn lại là phải huy động cho được PPP. Mà trong PPP chủ yếu là nước ngoài thôi chứ không phải tư nhân. Đấy, thế thì do đó cho nên nước ngoài thì tôi vẫn nghĩ rằng như anh Lực nói đúng đấy. Tức là ta có một cái chính sách khác thu hút được, có lợi cho người ta, đúng không? Và đặc biệt là phải thay đổi cả cái thể chế quản lý, cơ chế quản lý nữa cơ, chứ không phải cơ chế thu hút nữa đâu. Quản lý ra sao? Người ta được quyền lợi như thế nào? Chứ bây giờ nhiều cái PPP đường bộ mà chúng ta còn khổ như vậy, chưa xong thì PPP đường sắt nó lại là một cái mới, rất mới. Cho nên tôi đề nghị Bộ Giao thông, anh Phong ạ, phải chuyển đến cho Bộ Giao thông là phải chuẩn bị ngay một cái cải cách mới về cái luật hay là một cái thể chế về PPP đường sắt. Ở Nhật Bản nó làm một cái Shinkansen hay một cái công trình gì, nó là một cái luật riêng. Ở cái luật đấy nó quy định hẳn tất cả cái cơ chế và chính sách của nó. Thế thì chúng ta thì cứ luật chung thôi, rồi bắt đầu lại nghị định như thế nọ thế kia, rất phức tạp. Mà đến bây giờ tôi nghĩ là nếu mà chỉ quy định 10 đến 20% PPP đối với đường sắt thì không làm được. Vâng ạ. Vâng. Thưa các khách mời, thực ra là chúng tôi thấy được cái tâm huyết rất là lớn của các khách mời đối với cả đề tài đối thoại, đối với cả cái dự án này. Và chúng tôi nghĩ là những cái nội dung chúng ta bàn ngày hôm nay thì cũng tương đối là gắn với cả những cái điểm mà kể cả Bộ Giao thông, những người làm chính sách cũng đang rất là quan tâm, muốn lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia. Và đặc biệt là khán giả đối thoại thì rất muốn là chúng ta truyền tải ý kiến của người dân, những người mà chúng ta cũng đang đóng thuế, chúng ta đang mong muốn một công trình thực sự hiệu quả, và phải tiết kiệm, phải sử dụng đúng cái nguồn vốn mà chúng ta đã đóng vào cho ngân sách nhà nước, đúng không ạ? Thì tôi hiểu cái tâm trạng đó của ông Lược, cũng như là những cái ý kiến lo ngại của phía ông Hồ và một số những thông tin mà ông Phong cung cấp. Thì tôi nghĩ là với một chương trình đối thoại bàn về vốn thì các khách mời đã phần nào có những ý kiến rất là khác biệt, những cái ý kiến mà chúng ta cần phải suy ngẫm. Thì chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại. Chúng tôi nói thêm một câu là hoàn toàn có khả năng làm được, nếu lại phải có cái chữ nếu đó, là chúng ta đổi mới, cải cách thể chế, tạo ra một cái môi trường khác, không phải như hiện nay. Mà cái đó là nhà nước, chính phủ, đảng đã quyết định rồi, nhưng bây giờ có thực hiện được không? Phải có một cái thể chế khác, một cái cơ chế khác thì mới huy động được vốn của cả tư nhân lẫn
nước ngoài. Còn nhà nước, tôi bảo đảm là từ nay đến năm 2030 không thể làm được nhiều về vốn ngân sách. Có rất nhiều lời ý kiến khác nhau, nếu chúng ta tiếp tục tranh luận hoặc là trao đổi nó sẽ đó, còn kéo dài. Đó, cho nên là tôi muốn nói là thế này, không phải là chúng ta không thể làm được, có thể làm được, nhưng mà phải thay đổi được một cái cách quản lý khác. Vâng, chúng ta có thể làm được nếu. Nếu. Vâng, và chúng ta đang đóng góp cho cái câu chuyện nếu đấy, tức là đóng góp cụ thể vào chính sách đấy ạ. Thế còn nếu bây giờ thể chế ra sao, như tôi vừa nói anh Phong, phải có một cái luật riêng hay là có một sửa cái luật đã có về về những cái quy định về PPP. Vâng ạ. Mà riêng cho đường sắt. Vâng, cái điều này thì rất nhiều chuyên gia cũng đã nói rồi ạ, để thu hút được vốn tư nhân ạ. Vâng. Chúng tôi rất là cảm ơn ba vị khách mời và chúng tôi mong khách mời lại giữ sức khỏe và tiếp tục giữ cái nhiệt huyết đó đối với cả những cái vấn đề lớn của nền kinh tế đất nước ạ. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại cũng như xem lại toàn bộ vệt đề tài của đối thoại liên quan tới đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trên website của kênh truyền hình VTV, www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo ạ.